Chào tất cả anh em, đây là clip nội bộ, Vui Đọc không chia sẻ ra ngoài. Bởi vì sao? Khi người bên ngoài xem được clip này, họ lập tức sẽ chốt deal con X-Line V30 Ultra 2022. Và bây giờ các bạn thấy đây là ánh sáng code của quả V30 Ultra phiên bản cũ. Rồi phiên bản mới sẽ khác biệt hoàn toàn, mình sẽ tắt bật hai bên cho các bạn xem. Rồi, các bạn thấy được cái sự khác biệt chưa? Tôi không cần phải nói, con nào sáng hơn các bạn tự có thể cảm giác được. Và với kinh nghiệm của mình thì với khoảng 30% chênh lệch tới 50% về ánh sáng cốt là có. Bởi vì X-Line V30 Ultra 2022 sử dụng cấu hình 9+3 nhân LED, tức là 12 nhân LED. Và đặc biệt hơn, công suất chỉ có 75W, tức là công suất thấp hơn chip LED nhiều hơn nhưng vẫn sáng hơn. Và quan trọng, mức giá vẫn ở mức như cũ. Đây là một cái điều thật sự tuyệt vời, một sự nâng cấp hoàn hảo. Và đặc biệt ở chế độ pha cũng có sự nâng cấp đó. Và đây là pha của quả X-Line V30 phiên bản cũ. Còn đây là pha của X-Line V30 2022. Nó khác biệt ở cái gì? Đầu tiên là độ rộng hai bên, mình bật lại cho bạn xem. Rồi, và độ cao của sản phẩm, các bạn thấy sự rõ ràng đúng không? Bây giờ mình sẽ tắt bật lại lần nữa. Ok. Và với mức giá là 10,5 triệu, bảo hành 3 năm, cấu hình cao cấp hơn, công suất thấp hơn, mát hơn, bền hơn, và chắc chắn rằng con này sẽ bán khủng hơn. Anh em đừng có xe ra ngoài nhé, khách hàng thấy là mua ngay.